Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây bút cho bé cổ cao như thế này Ở phần cổ dây mình có dùng len bông xù viền lại cái phần cổ Và có dây qua ngang để cài nút như thế này Phía dưới thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi Đây Thì dụng cụ mình gồm có len miêu và một ít len bông xù Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu số 4 Kéo các len hai hạt nút để cài cái phần dây qua ngang và một mặt đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn bây giờ mình sẽ móc cái phần thân giày ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc cái phần thân dày đối với mẫu giày này mình có dán đế cho nên mình sẽ để mặt trái xuống phía dưới và móc cái mặt phải lên phía trên ở cái mặt đế từ cái mũi dời của cái mặt đế này mũi dời cuối cùng này ở đây nó có hai chân móc nè các bạn bắt đầu từ cái chân móc này đâm kim vào cái chân ở phía trong cho mình sau đó đưa cái sợi len màu hồng ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên ở đây đây là chân móc đầu tiên nè nó có hai cái chân móc như thế này các bạn móc vào cái chân ở phía trong cho mình móc vào đây một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong như thế này chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong khi móc các bạn giấu cho mình luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc vào cái chân ở phía trong sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì ở cái vòng thứ ba của mặt đế á, đây đây là cái chân móc có hai mũi móc cùng chân nè chân móc đầu tiên á đây của cái cụm 7 mũi này các bạn đo lên cho mình thẳng hàng chân móc này đo lên phía trên thì là chân móc này ta đánh dấu ở cái chân móc này và móc các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc kế bên của cái chân móc mà mình đánh dấu á đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cái chân móc sát cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì các bạn móc tiếp cho mình ở cái chân móc này và cái chân móc kế bên này hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân ta lấy len đâm kim vào chân móc thứ nhất móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân móc kế bên, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Thì khi trên kim được 3 mũi móc thế này tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Chân kế bên móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này. Hai chân móc kế tiếp các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân, ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Khi trên kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim như vậy là mình đã tạo được hai mũi trộm xen kẽ một mũi kép đơn như thế này tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn hai chân móc kế tiếp cũng trộm lại cho mình hai chân móc này thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc khi trên kim được ba mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim thì ở đây mình đã móc được xen kẽ các cái mũi trộm xen kẽ với một mũi kép đơn như thế này đây các bạn làm tương tự cho mình các cái cụm chân móc còn lại cũng móc cho mình xen kẽ như thế này cho đến khi ta được 7 mũi trộm xen kẽ sau khi móc được 7 mũi trộm xen kẽ với một mũi kép đơn thì cái mũi trộm cuối cùng là cái mũi mà thẳng hàng với hai cái chân móc cùng chân ở phía mặt đế á. đây thẳng hàng như thế này tiếp tục các bạn móc qua chân móc kế bên này một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc phía bên này. Đây, cái chân mũi chụm đầu tiên ta gặp đây. Các bạn móc đến cái chân móc sát cái chân mũi chụm này. Đây, chân mũi chụm này thì móc đến cái chân sát cái chân mũi chụm. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau khi móc các cái mũi kép đơn thì ở chân móc của cái mũi chậm này đây đây là mũi chậm chân móc này và cái chân móc của cái mũi kép đơn ở đây hai chân móc này các bạn chậm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim tương tự ở cái chân móc mũi chậm kế bên này đây và cái chân móc của cái mũi kép đơn ở đây các bạn cũng chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân ta cũng lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim làm tương tự cho các chân móc còn lại các bạn cũng chụm cho mình hai chân móc liên tiếp chụm lại thành một chân cho đến khi ta được bảy mũi chụm liên tiếp Sau khi móc được 7 mũi trộm liên tiếp, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái chân móc bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì ở phần thân dài mình đã móc lên được 3 hàng móc Phần đỉnh giày thì đã có cái độ bo lại như thế này Tiếp tục các bạn móc tiếp cho mình cái hàng móc thứ tư Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép Làm tương tự cho các chân móc còn lại Cho đến cái chân bên này Đây là chân mũi trộm đầu tiên của cái hàng thứ ba đây là chân móc mũi chậm, đây là chân móc xét, chân móc mũi chậm. các bạn móc đến cái chân móc kế bên này cho mình. đây, móc vào chân móc này. mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. sau khi móc các cái mũi nửa kép thì ở cái chân móc mũi chậm và cái chân móc xét cái chân mũi trụm này nè, đây hai chân móc này, các bạn chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục hai chân móc kế bên này cũng chậm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim thì mình được hai mũi chậm liên tiếp như thế này tương tự cho các cái chân móc còn lại cũng móc cho mình hai chân móc liên tiếp chụm lại thành một chân móc liên tục cho mình cho đến khi ta được năm mũi chậm liên tiếp khi được năm mũi chụm liên tiếp như thế này đây năm mũi chụm liên tiếp thì tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc bên cạnh này móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo vào cắt len thì phần thân dưới mình đã được bốn hàng móc như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành móc tiếp cái phần cổ giày ở cái hàng thứ tư của thân giày đây là cái mũi chậm đầu tiên tính từ bên này qua nè đây là mũi chậm đầu tiên các bạn đếm ngược lại cho mình bốn mũi móc ba bốn ta đâm kim vào chân móc thứ năm thì ở cái chân móc này nó có hai cái mũi móc ở đây hai mũi móc như thế này đây hai mũi móc các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài đâm kim như thế này đâm kim vào chân móc này sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc á móc vào đây cho mình một mũi kép đơn móc vào cái chân ở phía ngoài như thế này nè chân kế bên các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài đây móc vào đây cho mình một mũi kép đơn thì khi được hai mũi kép đơn liên tiếp ở cái chân phía ngoài thì cái chân thứ ba này các bạn móc luôn vào cái chân móc cho mình móc luôn vào hai đường móc như thế này đây móc vào đây cho mình một mũi kép đơn khi móc cũng giấu cho mình luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc đây thì ở đây ta có dư được hai mũi móc ở phía trong tiếp tục các bạn móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi kép đơn cũng móc vào đây cho mình và giấu sợi len vào trong mũi móc chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở phía bên này các bạn cũng tính từ cái mũi trộm đầu tiên này các bạn đếm ngược ra cho mình bốn mũi móc đây các bạn đánh dấu cho mình vào cái chân móc thứ năm đó đây cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài như thế này các bạn móc cho mình các cái mũi nửa kép ở đây cái mũi thứ năm và thứ sáu này các bạn cũng móc cho mình ở cái mũi phía ngoài nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Khi móc thì cũng giấu cho mình luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Ở hai cái chân móc thứ năm và thứ sáu của cái đầu phía bên này, tính từ cái mũi chậm đầu tiên ở đây nè, cái chân móc thứ năm và thứ sáu, các bạn cũng móc cho mình từ cái chân móc ở phía ngoài, móc vào cái chân móc đầu tiên này cũng móc vào cái chân phía ngoài này, móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc cho mình vào cái chân phía ngoài, cũng móc vào đây một mũi kép đơn. cái phần cổ dài ở phía sau ta đã giới hạn được một cái độ rộng như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng móc mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Làm tương tự cho các cái hàng móc còn lại cũng móc cho mình các cái hàng móc bằng với cái hàng móc mà mình móc ban đầu á, bằng với cái hàng móc này. Móc cho mình cho đến khi cái phần cổ dày đạt được cái độ cao mong muốn thì các bạn ngưng. Móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên được ba hàng móc thì cái phần cổ dài đã che được đến cái phần mắt cá chân của bé thì các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân ở phía trước. Các bạn gặp cái thân sau lại. Thì ở các cái mũi đầu tiên của phần thân sau, mình có chừa ra hai mũi móc ở đây, hai mũi móc thì các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, đâm kim vào đây. Đưa sợi len ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích, móc vào cái chân móc vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn, chân kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn, đây, móc vào cái chân phía trong này, thì ở cái mũi móc thứ ba nó sẽ nằm ở phía ngoài của thân dài như thế này, móc vào đây một mũi kép đơn, chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. khi móc cũng lưu ý giấu cho mình luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc móc tiếp vào chân móc bên cạnh một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp là cái chân móc của cái mũi chậm đầu tiên ở phía dưới nè móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân móc mũi chậm thứ hai và thứ ba đây hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục chân mũi chậm thứ tư và thứ năm các bạn cũng chậm lại cho mình hai chân móc này thành một chân cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc móc và kéo len qua ba chân móc trên kim thì mình được hai mũi chậm liên tiếp như thế này tiếp tục móc vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn chân kế tiếp móc một mũi kép đơn Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Tương tự hai chân móc còn lại cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong này, móc vào mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì cái hàng thân trước mình đã bo lại được ở phía đầu này, bo lại hai mũi móc như thế này. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở cái phần thân trước này các bạn cũng móc lên cho mình các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc cũng móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, móc cho đến khi cái chiều cao của phần thân trước cao hơn cái chiều cao của phần thân sau một hàng móc. Để khi ta dùng len bông xù viền lại cái đường viền của cái phần thân sau này nè thì cái độ cao của hai bên nó sẽ bằng nhau. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 4 hàng móc tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và các len. Tiến hành dấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Bây giờ mình sẽ móc cái phần viền bông xù ở phía ngoài. Thì ở cái sợi len bông xù này cái độ dày của sợi len nó to hơn so với len miêu của tông Thì mình sẽ dùng kim lớn hơn để mình móc cái phần bông xù này Các bạn đưa cái sợi bông xù vào phía sau mũi móc Đây, cái mũi móc đầu tiên mà mình gây nên của cái phần thân sau á các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Ở cái phần bông xù này các bạn móc cho mình vào cái thân chân móc, móc vào thân chân móc của cái hàng đầu tiên phần thân sau, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào thân chân móc của hàng thứ hai, móc vào đây một mũi móc đơn. Tương tự móc vào phần thân của hàng thứ ba, tiếp tục móc một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích ở các cái mũi móc của hàng thứ ba này các bạn không móc vào cái chân móc mà móc vào giữa hai thân chân móc này cho mình móc vào giữa của cái thân chân móc thứ nhất móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục ở chính giữa của hai cái thân chân móc kế bên cũng móc một mũi móc đơn ta được hai mũi móc đơn liên tiếp như thế này tiếp tục các bạn bỏ qua cái khoảng cách kế bên này và móc vào cái khoảng cách kế tiếp đó, móc vào đây một mũi móc đơn móc vào cái khoảng cách kế bên một mũi móc đơn ta được hai mũi móc đơn liên tiếp ở đây tương tự bỏ qua cái khoảng cách kế bên và móc vào khoảng cách kế tiếp móc vào đây một mũi móc đơn khoảng cách kế bên móc một mũi móc đơn do cái sợi len bông xù nó to hơn cho nên nếu mà các bạn móc vào mỗi chân móc thì cái phần cổ dày này nó sẽ bị bè ra nên các bạn sẽ móc cho mình các cái khoảng cách tương tự như khoảng cách mà mình vừa móc để cho cái phần thân sau nó được đứng dáng hơn. Móc tương tự cho các cái chân móc còn lại. Ở cái phần này các bạn cũng móc cho mình vào thân chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc các cái mũi móc đơn đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc cuối cùng này. Đây, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len tiến hành dấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hình thành được một cái phần thân dài như thế này đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần quay ngang đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút ta cũng dùng đầu kim hai đầu số 4 này móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 20 mũi móc 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc được 20 mũi móc xích thì ở cái phần dây qua ngang này nó đã vừa với cái phần thân dài Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 20 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cuối hàng thì tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc xích đầu tiên mà mình tạo ra đây móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc và dùng kim khâu khâu cho mình hai hạt nút ở hai bên của phần thân giày sau đó dùng keo nến dán cái mặt đế xốp này vào mặt đế giày len đây dán vào sau khi dán đế xốp vào trong mặt đế giày len và may nút thì mình đã hoàn thành được một đôi giày bốt cổ cao cho bé xinh xắn như thế này chúc các bạn thành công